Ngân tính là sắp nghỉ cái game này rồi, nên bây giờ sẽ review cái nhạc của Ngân cho mọi người xem ha. Cái lâu đài tím này Ngân thấy ít người chọn lắm, bởi vì nó không có để được nhiều đồ, nhưng mà Ngân vẫn thích nó. Bước vô nhà thì mấy bạn sẽ được nhảy tưng tưng. Ở bên tay trái là cái hồ. Lúc Ngân xây cái hồ này là chưa có bán cái hồ tiki, làm phải ốp gỗ vô tốn gần chết. Con rùa này để đây cho mấy bạn đứng lên câu cá này. Vì Ngân để cái thác vô cho nên đứng mấy chỗ khác khó mà thả câu. Ngân thì hay đứng trên thác rồi thả câu xuống câu, chứ không có câu ở trong nhà Ngân. Góc này là mát mẻ sinh thái nhất. Ở đây còn có giấu một cái vòi tắm để đứng vô tắm thác luôn nè. Bên trên ngọn thác sau đám mây là đường lên nóc hồ cá. Trên đây là cái sân khấu mini, có bộ trống chơi cũng khá là vui. Ngoài cái đường đó ra thì có một cách nữa để lên nóc hồ cá nhanh hơn, đó là khi mới bước vô nhà có cái bạc lò xo á, thay vì đi ra thì mình sẽ nhảy thêm mấy cái nữa, nó sẽ búng mình văng xuyên lên nóc hồ cá luôn. Nhưng ở trên đây bị cái sáng quá, tắt đèn thì nhìn nó sẽ lung linh hơn, thấy hiệu ứng đèn laser trong sương mù đẹp hơn. Rồi đi xuống dưới coi mấy con cá ha. Ăn được cái, chơi game thì dở, câu cá thì xui nên cũng không có nhiều cá lắm. Có con kỳ nhông nè nhưng mà nhìn không có thấy gì hết trơn. Bên đây thì chân mấy con ba ba với mấy con ốc anh vũ. Trong cái lùm này là góc ngồi nhậu với bạn bè, đốt lửa lên chấm ấm rồi ngồi nướng con mực nhâm nhi. Còn bên này là chỗ tiếp khách mà liên quan tới công việc, bạn nào cần tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình thì qua đây luôn nha. Cái bộ bàn ghế công nghệ cao này mua đáng tiền ghê luôn á. Qua đây Ngân sẽ review các loại máy tập. Máy chạy thì chạy chổng đít nhìn rất là vui, máy đẩy tạ cũng hay nữa, nhìn cái con nhân vật nó lật lè đẩy không nổi, mắc cười lắm. Riêng cái bộ bowling thì Ngân thấy không có nên mua, tại vì không có tương tác được gì hết trơn á. Nhà Ngân có nuôi gấu nữa, mấy bạn thấy cái bảng không, thú dữ không chọc ghẹo. Nếu như mà mấy bạn chọc ghẹo mấy bạn sẽ bị nó nuốt vô bụng như vậy, treo tòng ten trong chuồng luôn. Bên đây có cái ghế Ngân mở hộp ếch ra dễ thương lắm. Góc này thì không quá đặc biệt nhưng mà nhìn nó dễ chịu ha. Ở trên này là khu vực bếp và phòng ăn, thì cái bếp của Ngân ở ngoài đời Ngân cũng chỉ muốn nó đơn giản và gọn gàng như vậy thôi. Đây là bạn quản gia đang đẩy đồ ăn để chuẩn bị phục vụ nè. Ở lâu đài thì phải có quản gia nó mới đúng bài chứ đúng không. Một trong những đồ nội thất mà Ngân khuyên mấy bạn nên mua đó là cái lò sưởi này. Bấm vô thì nó sẽ đốt lửa lên, có khói đen đen nữa, nhìn rất là thật luôn. Vì lâu đài có phần trần nhà rất là cao cho nên ở giữa nhìn nó hơi trống trải, vậy nên Ngân để cây piano lơ lửng ở giữa luôn, nhìn từ trên xuống rất là đẹp. À quên, không nên tự khen như vậy. Khu vực lầu ở bên tay phải là phòng ngủ. Ngân xài nội thất bằng mây cho nó gần gũi với thiên nhiên. Cái đèn sứa màu hồng này tuy không cùng bộ nhưng lại rất là hợp với lại tranh treo tường ánh sao ngân hàng. Cái này toàn bóc hộp không nên tính ra mắt dễ sợ. À được cái là buổi tối thì nó sẽ có hiệu ứng khác nè. Sau bức màn này là một chiếc toilet nhỏ xíu, vừa tắm vừa ngắm cá voi sắc thủ và cá voi xăm. Giờ Ngân mời mấy bạn ra sau nhà thăm khu cắm trại. Chào đón hai bên là hai cái hồ cá ngựa và cá giọt nước. Mấy con này không quý hiếm gì nhưng mà chân nguyên một hồ nhìn nó rất là dễ thương. Ra vườn dưới tán mấy cây thông là khu cắm trại. Nhiều khi buồn buồn Ngân hay vô game mở lửa lên rồi ngồi ngắm vậy thôi á. Ở đây Ngân có cái lò nướng lớn làm được kẹo dẻo và rau củ xiên nướng. Cái lều này thì khi mọi người chui vô nằm ngủ nó sẽ sáng đèn lên nhìn công chúa hết sức. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm khu vực vườn ao chuồng nha. Bét Ngân chỉ để trong ba lô 8-9 con thôi, còn lại thì để ở nhà. Ngân lấy hồ cá và tường Ai Cập để quay lại thành một cái chuồng thật là lớn. Mô hình vườn ao chuồng là toàn bộ phân và nước thải của thú nuôi sẽ được chảy xuống cái ao này. Mấy con cá dưới đây sẽ xử lý. Rồi mình lấy nước trong ao để đi tưới cây, bắt cá với lại hái rau làm đồ ăn ngược lại cho mấy con thú. Quá là tiện lợi. Thôi clip đã quá dài, nhà cũng không còn cái gì để khoe nữa. Xin chào tạm biệt các bạn tại đây.